Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kbiz 24 giờ, kênh cập nhật nhanh nhất thông tin về các sao Hàn. Ngày hôm nay có tin tức gì đáng chú ý? Chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Sở hữu khuôn mặt đẹp hoàn hảo như ngôi sao chính là ước mơ của rất nhiều người. Vì thế trong nhiều năm gần đây, việc làm cho bản thân giống ngôi sao chính là hình thức khá phổ biến tại các trung tâm thẩm mỹ ở Hàn. Naver gần đây đã xuất hiện bài đăng về những gương mặt sao nữ đang được yêu thích nhất tại các bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc. Trong đó, những sao nữ được khách hàng lựa chọn làm hình mẫu để thẩm mỹ gồm có Kim Hee Sun, Irene, Yuna và Jennie. Yuna trong suốt hơn chục năm nay vẫn được xem là bức tường thành nhan sắc của làng giải trí xứ Hàn. Nữ idol may mắn sở hữu khuôn mặt nhỏ, thanh thoát, các đường nét cũng nhẹ nhàng giúp cô giữ được vẻ trẻ trung. Theo các chuyên gia thẩm mỹ, nét đặc biệt nổi bật trên khuôn mặt của Yuna chính là đôi mắt to, tròn và ngây thơ. Mặc dù có bọng mắt hơi to, khuôn mặt của Yuna cũng không hề bị ảnh hưởng, mà đặc điểm này lại càng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên đặc trưng của cô. Gương mặt đó không chỉ là tiêu chuẩn đối với các chuyên gia, mà còn là hình mẫu đối với khách hàng. Irene. Giống như Yuna, Irene cũng là một gương mặt được cả giới chuyên gia và khách hàng thẩm mỹ lựa chọn. Irene được xem là sở hữu khuôn mặt hoàn hảo như tượng tạc từ trán, môi, mày đến mũi miệng. Vùng chữ T rõ ràng của Irene được các bác sĩ đánh giá rất cao. Từng đường nét trên khuôn mặt của Irene đều là mơ ước của rất nhiều cô gái xứ Hàn. Rất nhiều khách hàng đến bệnh viện thẩm mỹ đều lựa chọn trưởng nhóm Red Velvet làm hình mẫu. Kim Hee Sun. Dù đã ở tuổi tứ tuần, vẻ đẹp của Kim Hee Sun vẫn là chuẩn mực đối với nhiều bác sĩ thẩm mỹ Hàn Quốc trong nhiều năm qua. Nữ diễn viên này từng là biểu tượng sắc đẹp trong làng giải trí xứ Hàn. Đáng nói là cô vẫn giữ được vẻ trẻ đẹp dù ở tuổi 43. Khuôn mặt thanh tú, ngũ quan hoàn hảo cùng với những đường nét sắc sảo, khí chất sang trọng của Kim Hee Sun được đánh giá rất cao, giúp cô luôn góp mặt trong danh sách những ngôi sao nữ đẹp nhất ở độ tuổi này. Jennie. So với những cái tên có mặt trong danh sách này, Jennie không hề sở hữu nét đẹp chuẩn mực. Thay vào đó, Jennie vẫn có sức hút rất lớn nhờ ngoại hình cá tính dễ thương, bên cạnh đó cũng tỏa ra nét thời thượng khó cưỡng. V-line là kiểu mặt yêu thích của nhiều cô gái muốn theo đuổi. Thế nhưng khuôn mặt tròn bánh bao xinh đẹp của Jennie đã khiến nhiều người tin rằng mặt bầu bĩnh vẫn rất dễ thương. Bên cạnh đó, đôi mắt có phần đuôi mắt sắc sảo của Jennie cũng là một đặc điểm khiến nhiều chị em xứ Hàn phải ghen tị. Toàn là những nữ thần nhan sắc hàng đầu của Kbiz. Bạn mê đắm nhan sắc của cô nàng nào trong số những cái tên kể trên? Hãy để lại comment bên dưới cho mình biết nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Kbiz 24 giờ. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn được cập nhật nhanh nhất những thông tin hấp dẫn có trong ngày đến từ chúng mình nhé.